thử cái máy bài dao cho anh em xem nhá. Đây con dao gì men này. Đây là cho anh em xem này. Con dao này mới mài sơ qua thôi nhá. Con chưa kịp đánh bóng này, con dao này cũng để quên từ khoảng 10 năm nay. Dao dựa anh em nhá. Cắt cả giấy luôn. Đấy. Dao dựa cắt giấy. Dao dựa cắt giấy luôn. Sáng nói luôn. Tí đánh bóng con dao này là ngon ngay. Cho ít dầu bóng vào là xong ngay. Đấy, sau khi tôi đã hoàn thành xong cái máy mài của tôi rồi. Rất chắc chắn, rất ok. Đằng sau này nhá, mấy nữa tôi sẽ chế thêm một cái nữa để làm cái cưa bàn. Nắp cái bu ni nó cưa vào. Anh em thấy chưa? Làm cái cưa bàn. Xẹt 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 xẹt.
Vâng. Đấy, còn cái đầu này nha, anh em cho một con long đen vào này. Xong rồi bắt con ốc vào. Bắt con ốc vào, không cần phải gì hết. Rất chắc chắn luôn. Ở trong thì tôi đã tiện cái con ốc này tròn đi, đút vừa trong rồi. Rất ok à. Chúc anh em thành công.